con rể cha. Mẹ ơi, Hara sắp sinh rồi, tụi con đang trên đường tới bệnh viện. Ờ, vậy sao? Mẹ sẽ tới đó liền. Nhà của chúng tôi bị bán cho ba của Serin rồi, có đúng như vậy không? Sau khi ba cô qua đời, công ty phá sản. Chu Thê Xích khiến mẹ cô sợ và ký từ chối việc thừa kế. Là con trai cho nên có vẻ nó rất giống con đó. Bây giờ con đã có con rồi thì cũng nên tính tới chuyện thừa kế đi. Mẹ sẽ biến con trở thành người thừa kế của tập đoàn Chê Quang. Anh đã hứa với em rồi mà, sao lại có thể cưới Hà ra như vậy chứ? Hôm đó nếu không làm như lời cậu nói, mình đã không thể đi du học. Hara, cậu giải quyết mọi việc rất là tốt đó. Lúc đó cậu đã kịp thời ngăn việc mình đưa thuốc cho chú ấy.